Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Thu Quỳnh hạnh phúc khoe sắp dọn nhà và tiền tỷ mới đậu. Sau hàng loạt thành công từ các bộ phim đình đám, Thu Quỳnh tiết lộ cả cô và con trai sẽ chính thức bước vào nhà mới ngày dịp cuối năm nay. Mới đây, Thu Quỳnh vừa háo hức khoe lên trang cá nhân hồ sơ bản vẽ thiết kế nội thất chuẩn bị cho việc dọn về nhà mới tiền tỷ, kèm theo dòng chú thích Sweet Home, ngôi nhà ngọt ngào. Được biết, nhờ thành công từ việc vai diễn trong thời gian gần đây nên Thu Quỳnh ngày càng đắt sâu dự sự kiện quảng cáo. Chính điều này đã giúp cô có cơ hội kiếm thật nhiều tiền, nhiều hơn để lo cho bản thân, gia đình. Chia sẻ với chúng tôi, nữ diễn viên về nhà đi con tiết lộ cuối năm nay cả cô và con trai sẽ chính thức dọn về nhà mới này. Trước đó, vào năm 2018, Thu Quỳnh đã quyết định mua trả góp một chiếc xe ô tô và tới hiện tại là một căn nhà cho riêng mình. Cách đây một năm tôi mua ô tô và chỉ quyết định một tuần là lấy xe dù ở thời điểm đó không đủ tiền mua. Một buổi trưa tôi đi con đi diễn ngày 1 tháng 6 ở nhà hát bằng xe máy. Lúc về trời thì nắng nóng mà còn con lại ngủ gật nên tôi rất thương và quyết định mua xe luôn. Khoảng thời gian sau đó tôi làm việc để chi trả cho khoản trả góp đó. Nữ diễn viên chia sẻ chiếc xe hộp lữ diễn viên từng tự thưởng cho bản thân hồi năm 2018. Từ thành công của vai diễn Mi Sói trong Quỳnh Búp Bê và gần đây là Thu Huệ của Về Nhà Đi Con, Thu Quỳnh ngày càng đắt sâu quảng cáo dự sự kiện. Cô đang là một trong những nữ diễn viên được yêu thích hàng đầu trên làng điện ảnh Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.